Nếu bạn muốn làm nhà sáng tạo nội dung để nhận booking về các nhãn hàng, về đồ ăn, đồ uống, bạn thậm chí không cần có kỹ năng cao về quay video sản phẩm, không cần edit đỉnh cao như chính thần Tim Cook, thì nhân vật dưới đây là một ví dụ. Ông thần đằng này nổi tiếng tới mức những cái hãng lớn như là Pepsi, KitKat, Lipton phải comment để ông ta làm video quảng cáo cho họ. Hàng chục video triệu view được tạo ra bởi một góc quay. Nếu nói xem video của chính thần Tim Cook, chúng ta sẽ thấy trầm trồ, kinh ngạc với những thước phim ảo diệu và phải há mồm để bấm like, bấm chia sẻ. Thì đến với ông thần đằng Siavat, xứng tầm mang tên kẻ hủy diệt video, chúa tể chuyển cảnh, bậc thầy quay video quảng cáo. Ông ta phát hiện ra rằng nếu mình cứ đi theo lối mòn cũ thì ông không thể cạnh tranh với hàng ngàn content creator ngoài kia được. Sau đây là hai bài học mình đã rút ra sau hơn 1 năm theo dõi kênh TikTok này. Số 1 là audio hook. Một trong những yếu tố quan trọng giúp ông thần đằng này nổi tiếng chính là việc sử dụng một bài nhạc chủ đạo cho tất cả các video của mình. Điều này không chỉ tạo ra một dấu ấn riêng biệt mà còn khai thác một nguyên tắc tâm lý mạnh mẽ trong việc xây dựng thói quen và nhận diện thương hiệu. Theo nghiên cứu của Đại học California, việc sử dụng nhạc nền nhất quán trong video có thể tăng khả năng nhớ lại của người xem lên tới 60%. Điều này là do khi người xem nghe một giai điệu lặp đi lặp lại, bộ não của họ tự động liên kết âm thanh đó với thương hiệu hoặc nội dung mà họ đang theo dõi. Nhiều thương hiệu lớn cũng áp dụng chiến lược tương tự. Suy ra bạn cũng nên áp dụng một bài nhạc signature cho kênh của mình để người xem cứ nghe bài nhạc đó là nghĩ tới bạn. Từ đó tạo ra một dấu ấn sâu đậm và giúp kênh của bạn nổi bật hơn. Hãy nhớ, âm nhạc không chỉ là yếu tố phụ trợ mà nó còn là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn xây dựng thương hiệu và tạo dựng mối liên kết sâu sắc với khán giả của mình. Số 2 đó chính là comedy twist, một cú twist hài hước, một bước ngoặt hài hước. Kỹ thuật này thường được xuất hiện trong các tác phẩm hài kịch nơi tình huống hoặc câu chuyện đột ngột chuyển hướng theo một cách bất ngờ và gây cười. Cách để sử dụng cú twist hiệu quả: đầu tiên là xây dựng kỳ vọng. Trước khi twist diễn ra, câu chuyện nên được xây dựng theo một hướng kỳ vọng rõ ràng mà khán giả có thể tưởng tượng ra. Trong video này, ông thần đằng đã tỏ ra rất chuyên nghiệp, chuyên tâm và đầu tư vào việc quay video sản phẩm. Lúc này trong đầu người xem sẽ nghĩ là aha, video này cũng xịn như những cái video quảng cáo mà mình đã được xem. Và boom, bước số 2, tạo sự bất ngờ. Giống như câu chuyện của Mr. Bean, ông có hàng tỷ người thích xem ông vì những tiếng cười ông tạo ra cho khán giả bởi những hành động rất ngờ ngạch, không ngờ tới. Tương tự như vậy, trái với những gì đẹp đẽ, cinematic chuyên nghiệp mà người xem mong đợi thì video kết quả mà chúng ta nhận được thực sự là một trò hề. Quay video thì rung, camera thì mở, ối dồi ôi, rất nhiều sự cố xảy ra khi quay. Ông đã thành công trong việc chọc cười ngay cả với một người nghiêm túc như tôi. Sự thành công của ông thần đằng này đã dạy chúng ta rằng trong thế giới sáng tạo nội dung, sự bất ngờ và hài hước có thể tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng và đáng nhớ nhất. Hãy luôn tìm cách làm mới và sáng tạo trong cách tiếp cận của bạn. Ví dụ khi làm vlog du lịch, bạn có thể bắt đầu bằng việc giới thiệu một địa điểm rất nổi tiếng và bất ngờ chuyển sang những trải nghiệm vỡ mộng, hài hước tại địa điểm đó. Sự bất ngờ và hài hước có thể làm cho người xem thích thú và thi nhau share video của bạn. Giống như video hướng dẫn cấp cắt của tôi, nó được hơn 61.000 lượt lưu, hơn 11.000 lượt chia sẻ và hơn 4,3 triệu view. Cái điều hài hước trong đó là mọi người thích xem cái cảnh tôi đập dép. Điều đó khiến họ rất vui và nhớ mãi video của tôi. Đừng quên lưu lại ngay video này và follow Chu Công Nghệ nhé.